Xin bà chào các bạn và các anh chị. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ các bạn và các anh chị thêm một món ăn nữa. Hôm nay mình sẽ làm món bò lúc lắc nha các bạn. Thì để làm món bò lúc lắc, trước hết thì ở đây mình sử dụng khoảng 3 đây mình sử dụng 300g thịt bò. Thịt bò này thì các bạn nên sử dụng cái là thịt bò cái loại mà loại nạc á, loại thăn không á. Thì cái loại này thì mình sẽ sử dụng cái bò này á, nó không có bị dai. Cái thứ hai nữa là nó mềm, nó ngon hơn. Ngoài thịt bò ra thì ở đây mình sử dụng thêm là ba loại màu của ớt chuông, màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Thì các bạn có thể là không thích ớt chuông thì mình có thể là thay thế bông mình có thể là thay thế bông cải nè, rồi mình cho củ cải vào mình làm cái bò lúc lắc cũng được. Thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng củ hành tây. Rồi gia vị để mình nêm ở đây thì mình sử dụng củ hành và củ tỏi, đường, hạt nêm, tương ớt. Nếu các bạn thích thì mình cho sẽ các sử dụng cái tương cà, sốt maizena. Nếu thích thì mình cho cái sốt này vào, nếu không thích thì mình sợ ngán thì mình không cho vào luôn nha các bạn. Còn đây mình sử dụng nước tương. Trước hết ở đây thì mình sẽ bắt đầu là mình cắt rau củ trước. Cái rau củ này thì mình đã rửa sạch rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt. Nếu các bạn không thích nữa thì mình sẽ cho cà chua vào trong đây, thêm cà chua vào nha các bạn. Cái món này thì mình sử dụng cái cà chua nó càng ngon nha. Trước hết thì mình xắt cái củ hành này ra. Củ hành thì mình sẽ thái bằng cái những mình thái củ hành này thành cái hạt lựu lớn hoặc là cái hình vuông nha các bạn. Rồi, để cho cái thịt bò nó vừa ướp, thấm gia vị và vừa thơm, vừa ngon thì ở đây thì mình sẽ sử dụng tỏi băm và củ hành băm dắt lấy nước. Cái thì mình sẽ để lại, mình cũng dùng luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ướp thịt bò. Ở đây thì mình sẽ cho cái nước hành tỏi vào nè các bạn. Đây mình sẽ cho, mình dắt ra, mình cho nước hành tỏi vào đây mình ướp nha. Cái xác hành tỏi đây thì mình sẽ để dậy hồi mình cháy nha. Sẽ cho hành tỏi thì mình sẽ cho đây là một muỗng cà phê hạt nêm. Tương ớt thì mình sẽ cho một muỗng cà phê tương ớt, hoặc là các bạn có thể chúng ta cái tương cà thì mình cho thêm một muỗng cà phê tương cà. Ở đây nước tương mình sẽ cho là khoảng 2 muỗng cà phê nước tương vào trong đây. Đường, trước hết thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê đường vào. Sau đó mình sẽ trộn lên. Cái nước tỏi nãy mình dắt ra nó thấm nó rất là ngon nha các bạn. Cái thứ hai nữa khi mình hồi mình xào lên nó không có bị khét. Mình để bò ở đây khoảng 5-10 phút rồi mình hãy đi xào ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ xào rau củ trước nha. Đây mình sẽ cho đồ ăn. Tỏi hành nãy mình đã dắt nước rồi, mình còn cái nè, mình lấy mình xào. Thank you.
mình cháy lại hành tỏi cho thơm ha. Sau khi hành tỏi ở đây mình cháy thơm rồi, tất cả các nguyên liệu là cũ nên mình cho vô một lượt mắm tươi. Mình xào đây chừng khoảng 2 phút là được nha. Rồi sau khi mình xào đây được chừng khoảng 2 phút là mình sẽ bắt đầu là mình nhấc xuống cho ra ngoài cái dĩa ha. Rồi sau đó thì mình tiếp tục mình cho dầu vào, mình cũng cháy hành tỏi luôn. Ở đây xào bò thì mình bắt buộc mình phải bắt cái lửa lớn nha các bạn. Bắt lửa nhỏ là cái thịt nó dai và nó không chín. Lửa lớn thì mình bắt cái xào thịt bò, mình bắt cái lửa lớn thì nó sẽ ngon, nó không có dai, thịt bò nó mềm, nó ngon lắm. Rồi mình sẽ cho thịt bò vào. Rồi sau khi cho thịt bò vào ở đây mình sẽ cho cái rượu. Các bạn có thể rượu nho thì cho rượu nho, còn không nếu rượu vang hoặc là cái rượu không có rượu vang nữa mình cho rượu trắng vào. Thật ra mình cho rượu vào trong đây thịt bò nó sẽ thơm và ngon hơn nè. Mình xào đây thịt bò là khoảng 2 phút bò nó chín rồi. Sau khi bò chín rồi thì mình sẽ nêm nha, mình nêm gia vị cho thịt trong đây nó vừa ăn chưa, nó chưa thì mình cho thêm gia vị vào nha. Rồi đây thì mình xào đây thịt bò nó được 1-2 phút rồi, mình sẽ cho cái mẻ gia vị là cũ rồi. Sau khi cho củ vào thì ở đây cái sốt này nếu các bạn thích thì mình cho vào, còn nếu không thích thì mình không cho cũng được không nha các bạn. Mình tiếp tục ở đây mình xào thêm 1 phút nữa. Nhớ là mình phải đảo đều lên và nhanh tay. Rồi sau đó thì mình sẽ tắt bếp luôn nha. Sau khi mình xào xong nó chín rồi mình tắt bếp liền, đừng để lâu quá nó sẽ bị dai á. Rồi sau khi xào bò xong thì mình sẽ múc ra ha. Cái đây thì mình xào là củ cái ớt chuông của mình nó cũng không có chín quá. Cái này còn mình ăn sống được nên mình đừng xào chín quá, nó ăn không ngon ha, nó mềm, nó không còn giòn nữa. Rồi nè các bạn, như thế là mình đã làm xong món bò xào lúc lắc sốt maizena này hôm nay các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.